Mới đây trên trang cá nhân của trưởng nhóm Đà Lạt, Cao đã đăng tải dòng trạng thái khiến nhiều người thích thú. Theo lời chia sẻ, nam ca sĩ rapper phát hiện trong buổi biểu diễn cách đây 3 năm của Đà Lạt, idol giới trẻ Hậu Hoang đã xuất hiện trên sân khấu với vai trò thành viên trong nhóm nhảy Back Up hỗ trợ. Trưởng nhóm Đà Lạt còn hài hước: "Thật không thể tin nổi, nửa đêm phải gọi các con dậy để ngồi xuống đây tao kể cho cái này." Câu chuyện tưởng như đùa này khiến không ít người bán tín bán nghi. Nhiều người cũng thừa nhận rằng xem hết clip live cũng chưa thấy khoảnh khắc nào rõ mặt của Hậu Hoang. Tuy nhiên thì host YouTuber sau đó cũng nhanh chóng đích thân vào tặng bài đăng của trưởng nhóm Đà Lạt để xác nhận sự thật. Hóa ra không có sự tình cờ nào rõ là phát hiện ở đây cả. Trên thực tế, chính Hậu Hoang đã kể lại sự việc cho thành viên Cao. Bên cạnh đó cũng có người bắt được khoảnh khắc dù chỉ vỏn vẹn khoảng 2 giây nhưng cũng đủ để khiến các fan Hậu Hoang nhận ra thần tượng của mình. Nếu những ai theo dõi Hậu Hoang từ những ngày đầu tiên thì hẳn biết cô nàng không chỉ là YouTuber mà còn là một vũ công. Cô từng là thành viên của nhóm nhảy SUD Raw và có đăng tải một số clip nhảy vui nhộn trên mạng xã hội. Trong các clip nhạc chế của mình, Hậu Hoang cũng thường xuyên khoe khả năng vũ đạo và ai nấy đều thừa nhận rằng cô sở hữu trình độ nhảy không phải dạng vừa. Gần đây, Hậu Hoang còn tham gia cuộc thi sàn đấu vũ đạo, nơi cô nàng đã chinh chiến cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác. Với sự xuất hiện của Hậu Hoang, chắc chắn đây sẽ là nhân tố thú vị khiến nhiều người phải chờ đón xem.